Từ khi mà mua chiếc máy về nắng mưa gì cũng có thể sấy được, đảm bảo được cái chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. So với những phương pháp thông thường á thì mình tiết kiệm được khoảng cỡ 30-40% chi phí. Tôi là một trong những người con của đất Quảng, tôi nung nấu cái mong muốn rằng là phải ưu tiên cái công nghệ này về cho quê hương Quảng Nam. Đất nước chúng ta là một trong những quốc gia rất là hùng mạnh về điều kiện để sản xuất nông nghiệp. Sản phẩm nông nghiệp rất là đa dạng, rất là phong phú. Và thiên nhiên thì ưu đãi ban tặng cho đất nước chúng ta cái nguồn năng lượng sạch mà gần như vô tận, đó là nguồn năng lượng mặt trời. Nhưng mà cái công nghệ chế biến và công nghệ sau thu hoạch của nông nghiệp á, nó còn quá thô sơ. Nó dẫn đến là cái tình trạng là cái sản phẩm nông nghiệp chỉ bán thô, cái giá trị gia tăng của nó không có. Làm sao chúng ta tận dụng được tối đa cái nguồn năng lượng mặt trời rất là dồi dào để sấy được đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, để nâng cái giá trị của nông sản Việt Nam mình. Đó là cái nguyên nhân mà nó đưa tôi đến với cái con đường nghiên cứu sáng chế cái chuỗi máy sấy ứng dụng năng lượng mặt trời hiện nay. Ưu điểm lớn nhất của thiết bị này là cái tính đa năng. Nó sấy được gần như hầu hết tất cả những sản phẩm nông nghiệp, từ thủy hải sản, nông sản, trái cây, dược liệu, thực phẩm cho đến những cái phụ phẩm của nông nghiệp, ví dụ như là lục bình để làm hàng thủ công mỹ nghệ, như là bong bóng cá, như là da cá, hay là các cái sản phẩm vỏ cua, ốc, tôm để người ta tinh chế chitosan chẳng hạn, là cái thiết bị của chúng tôi là nó giải quyết được tất. Cái hiệu quả của nó mang lại là cực kỳ lớn. Mà nổi bật á, là nó nằm ở mấy cái yếu tố như thế này. Thứ nhất á, là đây là cái thiết bị mà tiết kiệm năng lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đó. Tại vì nó tận dụng được cái nguồn năng lượng mặt trời để nó gia nhiệt cho hệ thống sấy. Nếu mà so với lại hệ thống sấy gia nhiệt tương ứng á, thì cái thiết bị của chúng tôi là có thể nó tiết kiệm đến 80-90% điện năng so với thiết bị gia nhiệt bằng điện. Cái hiệu quả thứ hai á, là gì? Đó là cái công nghệ sấy động này nó giúp cho sản phẩm của chúng ta nó khô rất đồng đều, nó giải được cái bài toán về sấy tĩnh vị ngang. Cái hiệu quả thứ ba đó là gì? Tôi giải được cái bài toán về vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi chúng ta sấy trong một cái buồng sấy kín, không có bụi, không có côn trùng vào, và đặc biệt là những cái dòng vi sinh và những cái dòng nấm mốc mà có hại á, nó sẽ được xử lý rất là triệt để nhờ một cái công nghệ gọi là công nghệ đèn cực tím dải C. Nhờ vậy nó nâng được cái chất lượng của sản phẩm nông nghiệp của chúng ta lên rất cao, mà nó giảm được cái giá thành sản xuất đầu vào. Thế thì coi như là cái lợi nhuận mà nó mang lại cho người nông dân, nó mang lại cho các cơ sở chế biến, nó gia tăng rất là nhiều. Và hàng nông sản của chúng ta nó đạt được tất cả những cái tiêu chuẩn để chúng ta đưa vào những cái chuỗi tiêu thụ uy tín, cũng như là đưa ra cái thị trường xuất khẩu nước ngoài. Tôi nhận ra là lý do tại vì cái sản xuất nông nghiệp của Việt Nam chúng ta nó nhỏ lẻ, nó manh mún lắm. Và cái đặc thù thứ hai là mỗi hợp tác xã hay là mỗi cái hộ sản xuất nhỏ lẻ, người ta có đa dạng cái sản phẩm. Do đó là cái nhu cầu về một cái máy sấy mà nó phù hợp với là quy mô nhỏ như vậy á, rất lớn. Cách đây khoảng 6 tháng tôi bắt đầu tôi đưa cái sản phẩm này ra thị trường, thì cái tín hiệu phản ứng của thị trường là rất tốt. Bản thân của mình là một cơ sở cũng mới thành lập được hơn một năm, chuyên về sản xuất chế biến các loại thủy hải sản. Thì trước đây thì mình cũng sử dụng phương pháp là phơi nắng, nhưng mà cũng thấy là không có đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ khi mà mua chiếc máy về sẽ giải quyết được rất nhiều bài toán cho mình, đó là thứ nhất là vì cái thời tiết nắng mưa gì cũng có thể sấy được hết. Cái thứ hai nó tiết kiệm điện, bởi vì công suất nó là sấy mỗi lần là 50 kg, nhưng mà lượng điện tiêu thụ không bao nhiêu, một tiếng thì khoảng cỡ 7-8 nghìn tiền điện, thì nó cũng không đáng là bao nhiêu so với khối lượng mình sấy được.
Vấn đề thứ ba, cái máy xét năng lượng mặt trời tăng khả năng của những cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ thì có thể đầu tư được. Cái vấn đề thứ tư nữa là nó đảm bảo được cái chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và nó giữ được cái màu của con tôm, con cá của mình sấy. Và trong thời gian sấy 8 tiếng, 10 tiếng ấy, là mình không phải canh giấy, nắng mưa gì mình cũng sợ, mình đi làm việc khác. Hiện tại thì theo như cái tính toán của hợp tác xã, so với những cái phương pháp thông thường á, thì mình tiết kiệm được khoảng cỡ 30-40% chi phí. Tôi là một trong những người con của đất Quảng. Thế thì tôi nung nấu cái mong muốn rằng là phải ưu tiên cái công nghệ này về cho quê hương Quảng Nam. Và thời gian qua là tôi đã làm được cái việc này. Đó là cái dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội cho các vùng nông thôn miền núi của Quảng Nam á. Thì tôi đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Quảng Nam để triển khai cho huyện Phú Ninh. Thì tôi kỳ vọng rằng là 2024 sẽ là thời điểm để chúng ta nhân rộng cái mô hình này cho các địa phương còn lại của Quảng Nam.